Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Kon Tum đã thông báo về 2 trường hợp mắc COVID-19 khi đang cách ly y tế theo dõi sức khỏe tại nhà. 2 trường hợp mắc COVID-19 khi đang cách ly y tế theo dõi sức khỏe tại nhà vừa ghi nhận tại thành phố Kon Tum ở thôn Kon Rờ Bằng 1, xã Vinh Quang và thôn Kon Hara Kala, xã Trư Hơ Reng. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, ngành y tế đã khẩn trương khoanh vùng dịch tễ, lấy mẫu người dân sinh sống trong vùng dịch tễ để xét nghiệm và điều tra được gần 20 F1, 55 F2. Hiện 2 trường hợp F0 đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1. F0 hoặc F1, và sau khi mà chúng tôi xác định được thì là dẫn đi đưa đi cái cách ly hoặc là vào bệnh viện dã chiến, thì những cái nhà cũng được là phun khử khuẩn. Thì chúng tôi phải truy vết bằng được các cái F1, F2, F3 và chờ cái kết quả của cái gửi mẫu để mà chờ cái kết quả của CDC tỉnh. Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, truy vết, khoanh vùng dịch tễ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Kon Tum đề nghị người dân nếu phát hiện tại địa bàn có người tiếp xúc gần với các ca bệnh thì thông tin ngay cho chính quyền địa phương, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế khuyến cáo, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng.